Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với 1000 ngày sinh tồn. Đó. Rồi, xem nào, hôm nay là ngày 18. Vâng. Đó, thì tập trước thì chúng ta vẫn tới ngày 18 rồi, thì bây giờ chúng ta vẫn tới ngày 18 thôi. Đó. Thì bây giờ nay mình sẽ có một quyết định nhỏ nhỏ cho mình. Ủa lặn luôn à. Oh shit, mặt trời lặn luôn rồi. What the hell? Chuyện quá quỷ gì vậy? Ồ, vậy là chưa gì hết trơn, chúng ta đã hết ngày 18 rồi. Trời, mình cứ tưởng đâu là mặt trời đang lên cho ai giờ đó là mặt trời lặn luôn á. À. Vậy là tập trước á là mặt trời nó lặn chứ không phải là nó lên á. Đây là hoàng hôn chứ không phải là bình minh. Bình minh là bên đây, còn đây là hoàng hôn. Rồi, hiểu. Rồi tập này mình sẽ đi tìm một cái ngôi làng mới để mà chúng ta gọi là gì nhỉ? Chúng ta tìm một cái lava mọi người. Đó. Hiện tại bây giờ thì mình có tổng cộng là đâu rồi? Chúng ta có tổng cộng là 8 cục oxygen. Chúng ta có tổng cộng là 8 cục obsidian, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ có 2 xô lava thôi. À, và mình cần thêm một xô nữa bạn. Mình cần thêm một xô nữa để mà kích hoạt cái cổng địa ngục ha. Chứ bây giờ là chúng ta mình đã có đủ rồi. Mình đã có 8 cục obsidian và 2 xô lava, vậy là đủ rồi đó. Nhưng mà mình cần thêm một xô nữa để mà kích hoạt cái cổng địa ngục ha. Chứ trong thế giới này là không có bật lửa để cho chúng ta làm đâu. Không có sỏi đâu. Sỏi chỉ có trong địa ngục thôi. Cho nên là bây giờ là mình phải đi theo một hướng này đi, mình sẽ đi theo cái hướng này để mà chúng ta tìm một ngôi làng nào đó có cái nhà lò gà, có nhà thợ rèn để mà chúng ta lấy lava. Thì mình đã thấy một ngôi làng mới ha, mình đã thấy một ngôi làng mới rồi, nhưng mà ngôi làng này thì không có nhà thợ rèn cho nên là thôi mình sẽ bỏ qua luôn. Ồ, có cái nhà của thủ sư kìa. Ồ, có cái nhà của cái thằng làm cung tên luôn à. Ờ, mình gì thì mình sẽ lấy các bạn chế tạo này bạn. Mình đem về mình cho mấy con dân làng mình học nghề để mà nó trao đổi que cho mình đó bạn. Bạn biết cái que mà đúng không? Rồi mình sẽ lấy đồ của con này luôn. Ở sách nè, ba cái sách này rất là quan trọng, gặp đâu lấy đó nha. Rồi nói chung là cái làng này nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Rồi đi. Trong đây có gì? Không có gì cả. Ở đó. Có cái này nè, chứ sao tại sao là không có được. Ô nhưng mà mình không có cuốc. Không có cuốc thôi kệ đi. Không có cuốc cũng sao hết. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm kiếm một ngôi làng khác. Cuối cùng cũng đã thấy hả bạn. Đó, mình đã thấy một cái ngôi là một cái nhà thợ rèn kìa. Đó, một cái nhà thợ rèn này các bạn nha. Ở bên đây có một cái làng nhỏ nè, nhỏ xíu à. Đó. Không hiểu sao lại tồn tại một cái làng nhỏ xíu vậy nữa. Đó. Và nó có lava luôn nha. Đó. Theo mình nghĩ là nó có lava đó. Bởi vì đây là theo như mình thấy đây là một ngôi làng hoàn toàn mới, hoàn toàn mới luôn nha. Đó. Đây đó, mới hoàn toàn luôn, cỏ gàng. Đó. Múc một xô. Rồi chúng ta chỉ cần một xô này thôi là đủ rồi. Ba viên kim cương, ngon. Được, ngon, ngon lành. Ngon lành trên đào. Mình không biết là cái này ở nhà mình có chưa ta. Cái này nè. Ok, lấy luôn. Không biết có hay không mình cái việc lấy luôn. Trong đây có sách nè. Có sách mình sẽ lấy luôn nha. Đó. Lấy hết luôn. Rồi xong. Đó. Chúng ta sẽ đi vào cái nhà này. Ồ. Đâu, để mình xem thử còn cái nhà nào mà có đồ nữa không. Mấy cái nhà to to mới có đồ nha. Thường thường thì mấy cái nhà to to thì sẽ có đồ, còn mấy cái nhà mà nhỏ nhỏ thì nó không có đâu. Đây nhà này có nè, lượm ngay và luôn. Ok, à ở đây có một cái nhà thờ nữa nè. Sao tụi mình chôm cái này luôn đi, lấy hai ba các bạn pha chế thuốc xài cho nó đã mà. Trời ơi sao mà nó cứ ồn ào hoài vậy. Rồi sao tiện lấy các bạn này luôn nha. Thôi các bạn này, cái bạn đó thấy vậy thôi chứ trong thế giới này nó quý hiếm lắm á. À, còn trong thế giới này các bạn muốn có đồ netherite thì các bạn bắt buộc phải gọi là nếu như mà muốn có đồ netherite thì nó hơi mất thời gian xíu nha. Bởi vì ở trong đây không có cát, ở thế giới này không có cát. Ở trong thế giới này không có cát. Mà chúng ta muốn làm TNT để mà tìm thì chúng ta thấy cần có cát bạn để mà làm TNT. Nhưng mà thế giới này không có cát rồi. Đó. Thì chúng ta có cách đó là một ha, một là chúng ta đợi cái con
cái con dân làng mà thương nhân lang thang á, nó spawn ra. Ở sau đó thì chúng ta sẽ xem thử là nó có bán cát hay không. Nếu như mà nó có bán cát thì chúng ta sẽ mua cát từ cái con đó, nhưng mà cái số lượng thì chắc nó cũng có chỉ có giới hạn thôi bạn, chứ nó cũng không có nhiều đâu. Ê, đi ra đó. Rồi chúng ta đã có được solo vai rồi, còn bây giờ cái việc mà mình cần thiết phải làm bây giờ đó là quay trở về nhà bạn. Rồi ok, mình đã quay trở về đây đó. Chuyến đi hôm nay rất là thuận lợi bạn đó, hôm nay là ngày 19 đó, mặt trời cũng sắp lặn luôn rồi đó, mặt trời sắp lặn đó, chuẩn bị qua ngày 20 luôn rồi đó. Đó, chuẩn bị qua ngày 20 luôn rồi đó ha. Đó. Rồi chúng ta cần phải cho mấy bé bò ăn một cái đó, ăn đây mấy em, rồi đẻ nha, nhớ đẻ cho anh nha, không đẻ là anh quýnh hết mấy em đó. Đó, thu hoạch một cái. Ây da, bực mình mấy cái con salam này ghê luôn á, mấy con salam này khó chịu nha. Rồi chúng ta còn trồng lại cái đám đống này một cái, thì mình đã trồng lại hết trơn cái đống này ha. Đó mình đã thu hoạch cho trồng lại tất cả những cái gì mà mình đã trồng và thu hoạch, tất cả những cái thứ đồ ăn cây trồng mà mình có ha. Rồi bây giờ thì đi ngủ một cái đó, tối luôn rồi, ngày 19 và chuẩn bị sang ngày 20 đó. Ở lần cái ngày 20 nè, đó rõ ràng ngày 20 đàng hoàng nha. Rồi thì bây giờ như đã nói, chúng ta sẽ cần phải có một chiếc cổng địa ngục. Đây mình sẽ đặt ra những cái món đồ mình đã tìm được đi. Ở cái này nha, đó hai cái này. Nhớ có cái lò nung đó mà ta, ok đi. Bây giờ có nhiều đặt nhiều nha, đó đặt lên như này đó, gương gương giết được các thứ. Lấy lại đây đây đây, rồi cái kho đồ của chúng ta nó đã rộng ra được một chút rồi đó. Rồi tình hình bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải làm một cái cổng địa ngục để mà chúng ta có thể đi vào để mà khám phá những vùng đất mới đúng không? Đó, chứ đâu thể nào mà ở trên cái xứ khỉ ho cò gái, cái xứ khỉ ho cò gái này hoài. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái cổng địa ngục. À, 3 viên kim cương luôn nha, 5 viên luôn đó. Đó. Chúng ta đã có được 5 viên kim cương. Đó, kinh dị chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đào cái này ra, rồi lắp cái này lại, 2 3, rồi 2 3, rồi xong. Bây giờ đào cái này ra là chúng ta đã có được một cái cổng rồi đó. Rồi bây giờ để kích hoạt cái cổng này thì chúng ta sẽ dùng một xô lava ha. Đó. Thì cái xô lava thì như bạn đã thấy là mình chỉ có 2 xô thôi mà mình đã dùng hết trơn rồi, mình đã dùng hết rồi thì xô còn lại ở đâu? Thì xô còn lại nằm chỗ máy phăm đá đó, đó nằm chỗ máy phăm đá vẫn còn xô đó, cho nên là ha, đừng có lo lắng cái vụ đó. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử coi là mình còn có cái gì không. Chúng ta còn gỗ, chúng ta vẫn còn gỗ, vậy thì mình sẽ đặt nó ra. Đây, đặt nó ra như vậy, bốn như vậy nha. Đó rồi mình sẽ tạm thời mình múc cái xô lava trong đây, rồi mình sẽ tạm thời mình múc cái xô đây đó, mình đổ đây đó, rồi mình sẽ đặt đây thêm 2 cái gì nữa đó để cho nó cháy bạn đó. Khi nào mà nó cháy thì cái cánh cổng địa ngục nó sẽ tự động kích hoạt cho chúng ta ha. Đó còn bây giờ thì mình sẽ đi trong lúc thời gian mà chờ đợi nó kích hoạt cái cổng địa ngục thì mình sẽ đi chặt cây một chút đó. Mình vừa mới chặt xong hết cái đám cây của mình thì mình đã thấy cái hiện trường như thế này đây đó, nó vẫn chưa kích hoạt được cái cổng ha. Đó không hiểu tại sao luôn đó, thì chưa kích hoạt được thì mình lắp nó lại để khi nào mà nó kích hoạt được thì thôi đó, đơn giản mà. Rồi ok, cuối cùng nó cũng đã kích hoạt rồi bạn ơi. Đấy. Tối luôn rồi, mình đợi tới tối rồi đó. Đó mình phải đi qua đi lại, mình ngắm nghía từng cái là mình canh đồ các thứ đồ, cuối cùng bây giờ nó chịu mở rồi bạn ơi. Quá, cuối cùng bây giờ nó cũng ra chịu mở rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa vào, gọi mình vẫn chưa đi vô nha bạn, mình vẫn chưa vô vô địa ngục được, bởi vì thứ nhất là mình vẫn còn khá là yếu,
Thứ hai nữa là rồi thứ hai nữa là chúng ta vẫn không có đồ vàng đó. Đâu rồi? Ai, như bạn thấy mình không có một bất kỳ một cái món đồ vàng nào hết thì làm sao mà đi vào được, nhưng mà mình có đồ sắt. Đâu, không biết mình có nên vào không nhỉ? Chắc mình liều một phen đi ha. Hả? Rồi ok, mình sẽ liều một phen đi, để cái sông lava ở nhà đi bạn ơi. Đó, đi theo đây sợ mất, đem theo sợ đem mất à, mất công nó mắc nó bị mất tiêu nữa đó, nói tao nói lẹo lưỡi luôn. Ok ok bạn ơi, thì nó đã đưa mình đã vào địa ngục này ha. Đó, thì nó spawn mình ngay một cái chỗ nó cũng tương đối khá là ổn đó, mà chúng ta có sỏi đây nè. Đó, chúng ta có sỏi đây thì chúng ta có thể sử dụng những cái sỏi này để mà gọi là gì nhỉ, mình có thể sử dụng sỏi này để mà làm cái bàn mà chế tạo con tên đó bạn. Đó. Hiện tại mình vẫn chưa thấy có một cục vàng nào ở đây cả. Ô mình thấy các bạn ơi, ở đây, ở đây có vàng này, mình sẽ đào vàng các bạn. Mình hy vọng là cái tụi Bitlin nó không phát hiện cho mình. Ok, đổi này lại, đổi này lại. Cái kia nó mà đánh chết mình cái hay là nhục lắm luôn á, nhục lắm ông cha thiệt đó. Ôi trời còn không đủ nữa chứ, thiệt tình. Thôi đi về thôi bạn ơi, không đủ rồi. À, mình nó quay trở về ha. Đó thì cái số vàng mình khai thác á, mình nó chỉ đủ làm được 2 phôi thôi bạn, chứ nó mà làm được 4 phôi là mình sẽ làm một cái giày, mình sẽ làm một cái giày, sau đó mình sẽ đi khám phá trong địa ngục coi thử nó có cái gì ha. Nhưng mà thôi đành chịu có 4 phôi thôi, biết sao giờ. Đó rồi thì đâu, ngày hôm nay là ngày mấy, 21 đúng không? Rồi thì mà hôm nay mình sẽ thực hiện một chiến dịch, đó chính là mình sẽ đưa tụi dân làng ở trong cái làng này đem về, đem về chỗ của mình bạn. Đó, đem về chỗ của mình nha, để làm gì, để mà nhốt tụi nó lại bạn, nhốt tụi nó lại và cho tụi nó học nghề, và chúng ta sẽ có đồ đó mà dùng đó. Dân làng ở trong cái thế giới này rất là quý hiếm luôn nha bạn. Đó thì đầu tiên mình sẽ phải dọn ra những cái món đồ nào mà nó có thể học nghề nha. Bất kỳ cái món đồ nào nó có thể học nghề mình sẽ dọn ra hết. Bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái thuyền đó, để làm gì các bạn biết rồi, để mà vận chuyển cho nó giàu thôi chứ làm gì đâu đó. Rồi giờ chúng ta có cái gì liên quan tới gỗ mà chúng ta ném vào hết đi đó. Ồ, có cái đống sách mình luôn đây đó. Rồi, cái việc đầu tiên mình làm đó là mình sẽ phải dùng cái khối xà lan này để mà chà, để mà lắp lại mấy cái đường này đó bạn. Đó, lắp lại mấy cái đường này nè đó, để cho nó ra cái khối này. Thì tại sao mình cần phải làm vậy, bởi vì đơn giản, nếu mà các bạn để một cái thuyền lên đây nè đó, các bạn sẽ không đi được đó, các bạn sẽ không đi được đó, các bạn sẽ không đi được. Lý do vì sao? Lý do đơn giản lắm, bởi vì cái khối này nè, cái khối cỏ này nè, nó thấp hơn cái khối cỏ màu xanh này một chút xíu thôi đó, nhưng mà cái thuyền của chúng ta nó vẫn không đi được đó, xàm xí đú gì đó. Nên là bây giờ là mình phải làm cho cái khối cỏ màu màu vàng vàng này nè, nó biến thành cái lóc đất như thế này đó, để mà chúng ta vận chuyển được tụi dân làng đi đi một cách chân chu hơn nha. Mình đã dọn cái chỗ này cũng khá khá ha, bây giờ mình sẽ vận chuyển một em dân làng đi về đó. Giờ chúng ta sẽ phải chuyển qua cái góc độ này, góc nhìn này chứ, lộn, góc nhìn này để mà quan sát xung quanh mà đó, coi thử có cái con xà lam quỷ quái nào nó gọi là nó phục kích chúng ta không đó. Nếu như mà nó phục kích chúng ta phải nhảy xuống, chúng ta chạy liền mà đó, chứ đâu thể nào mà mình ở yên một chỗ được đúng không? Mình ở yên một chỗ là nó xúc mình liền đó, chúng ta phải linh hoạt lên các kiểu đồ đó. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là đóng cái chỗ này lại, rồi mình sẽ xây cho cái tụi em dân làng này một cái chỗ ở nha bạn. Đó, xây cho mấy ẻm một cái chỗ ở đàng hoàng luôn, rồi sau đó thì chúng ta rồi mình sẽ đưa ẻm vào trong đó, rồi mình sẽ nhốt em lại đó. Rồi bạn ơi, mình đã vận chuyển được 2 em vào vào trong cái chỗ này của mình rồi ha. Đó thì mình đã phải đâu, mình đã mất tổng cộng là 1 ngày mà ngày hôm qua đấy, hồi nãy là ngày 21 nè, bây giờ là ngày 22 rồi, vậy là chúng ta đã mất, mình đã mất 1 ngày để mà vận chuyển 2 em này về ha. Đó thì mà cái lúc mà vận chuyển em đầu cái em dân làng đầu tiên về thì mình mới phát hiện ra là mình chưa có lá giường, mình chưa có lá giường của tụi dân làng á đó. Đó, mình phải lấy nhiều 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 giường lên, mình phải lấy thật là nhiều giường lên thì mới cái tụi này nó mới đẻ được ha. Còn nếu mình không lấy nhiều giường thì tụi này nó sẽ không đẻ đó, mình quăng quăng vô thì tụi nó sẽ không đẻ đâu đó. Rồi đó,
Đấy, thì bây giờ mình sẽ sử dụng skill bạn. Mình không thể nào mà mình đặt một cái lốc đây sau đó mình đi ra được ha, mình phải sử dụng skill. À, đi ra một cách này nè, đó. À, mình phải đi ra một cách đó đó, mình phải đi ra video một cách đó thôi bạn ơi, chứ không thể nào mà mình chơi cái kiểu mạo hiểm mà mình đặt đó được. Tụi nó sẽ chạy toán loạn lên luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiếm mình sẽ lấy khoai tây nha bạn. Đây, khoai tây. Rồi. Đây mình có một ít khoai tây nè. Đó, dẹp ba cái đống xà lan này vô đi. Đó. Mình sẽ lấy khoai tây để mà quăng cho tụi nó. Đó, cho tụi nó nhặt. Tụi nó nhặt để mà tụi nó quăng quăng khoai tây qua lại với nhau để cho mà tụi nó hú hí với nhau bạn, hú hí với nhau để mà tụi nó đẻ con được các thứ. Không đó, đó. Rồi chúng ta sẽ có rất là nhiều dân làng. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ có Iron Golem xuất hiện mà. Nhiều dân làng. Nếu mà chúng ta có nhiều dân làng thì sẽ có Iron Golem xuất hiện nha. Đó. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ thì bây giờ thì mình sẽ gọi là gì nhỉ? Mình sẽ tiếp tục farm đá nha bạn. Đó. Chứ mình nghĩ cái số lượng đá này mà không đủ đâu. Đó. Cái số lượng đá như này mình nhìn theo như mình nha. Đó, chắc chắn 100% đó là không đủ. Cái số lượng đá này là không đủ mà. Không đủ để làm một cái máy farm đá. Mình chắc chắn luôn. Bởi vì cái máy farm đá này rất là lớn cho nên thành ra là chúng ta cần phải farm nhiều thêm mà. Phải farm thật là nhiều thêm nữa. Đó. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cất những cái thứ linh ta linh tinh vô. Đó. Này vô. Đâu nữa nhỉ? Mầm cây nè, rồi cái kéo hả? Cái kéo mà. Kéo chắc để lại đi. Rồi, thôi, mình sẽ cất xô đi ha. Rồi mình sẽ cất xô đi. Rồi đất đất. Đất rồi, ở đây. Đấy, rồi mình sẽ làm cho mình tổng cộng là như ta. Một cái đường thẳng vậy là 9, 9 nhân 3 là 18, 18 mà nhân cho 2, 18 mà nhân cho 2 là bằng 36. Mình sẽ làm tổng cộng là 36 cây cuốc chim nha bạn. Đó. Mình sẽ làm tổng cộng là 36 cái cây cuốc chim nha. Đó. Để làm gì? Để farm đá thôi bạn, farm đá thôi chứ không có gì hết trơn rồi á. Rồi, vậy là chúng ta đã có được tổng cộng là 18 16 cái nha. Tổng cộng hết như đây là 18. À đúng rồi, như đây hết là 18 cái nha bạn, như đây hết là 18 cái cuốc chim nè. Rồi trong túi đồ mình sẽ sắp xếp lại trong túi đồ mình luôn. Đó. Trong túi đồ của mình sẽ là hay chết cái gì? Bảy rồi. Rồi, mình sẽ sắp xếp lại trong túi đồ của mình luôn nha. Đó. Mình sẽ đưa cái cuốc sắt lên trên đi. Đó. Rồi, vậy thì mình sẽ cần lắp đầy thêm chỗ ba chỗ này nha bạn. Thêm hai cái ô phía trên nữa. Đó. Thì mình cần phải lắp đầy thêm hai ô phía trên nữa để cho nó đủ thêm 10 16 cái nha bạn. Không biết cần thêm bao nhiêu ở đây. Đâu rồi? Mình sẽ cất cái đống gỗ rồi vô đi. Quá trời quá đất chật chội vậy. Chật chội cực kỳ luôn. Đâu để coi coi. Rồi, đây rồi. Em Slam đó thì có việc nhảy tưng tưng đi nha. Tôi ở đây tôi ở trong đây tôi chế tạo vũ khí rất bình thường. Mình sẽ cất cái kiếm rồi cất cái cây này vô luôn đi. Bỏ ghiều vô luôn đi, ghiều có xài đâu. Kéo luôn nè, thôi luôn đi. Rồi. Rồi ok, mình sẽ cất cái thuyền vô luôn. Rồi vậy là chúng ta cần phải 1 2 3 8 nè, 8 với 10 cái. Chúng ta cần phải có thêm 10 cái cây cuốc chim nữa. Ok bạn ơi, đây, mình đã đủ hết tổng cộng 18 cái nha. Như đây hết là 18 cái trong 18 cái ở trong túi đồ của mình nè. Và thêm 18 cái trong đây nữa. Đó. Thì khi mà farm gãy hết tất cả cái này mình sẽ quay qua mình lấy hết tất cả cái này nữa mình farm tiếp. Đó. Đâu. Hôm nay là ngày 22 phải không? Gọi đi ngủ cái đi. Đó, ngủ cái. Ngủ cái đi, sáng mai chúng ta sẽ farm. Sáng mai là chúng ta sẽ farm một cách gọi là long trời lở đất luôn mà. Farm không cần biết ngày đêm gì cả. Trước khi farm mà mình nghĩ mình nên cắm đuốc cho đây nhiều nhiều xíu đi. Ô nó đẻ con kìa bạn. Ú nó đẻ con rồi kìa. Ngon. Ngon. Nhân làng đẻ con rồi, vui quá, ngon. À, dạ. Cắm đuốc cái bạn ơi, cắm đuốc cái, cắm đuốc cái, cắm đuốc cái. Xin lỗi, cắm đuốc cái. Cắm đuốc cái làm gì căng, cắm đuốc cái nha. Đó. Cho ta cắm đuốc cái này tụi bay muốn làm gì tụi bay làm. Tao đi farm đá. Rồi, rồi. Ù Reaper một đống luôn kìa bạn. Rồi. Rồi rồi xong chuẩn bị cuộc farm đá bắt đầu xuống đây đào cái
À quên, đổi lại. Đây, đổi lại cái nha. À, đâu rồi? Ủa, đâu ra? Tấn công phá hủy sẽ là nút phím cách nè. Còn nhảy sẽ là nút Enter. Đấy. Rồi, xong. Rồi, ok. Đó, thì chúng ta đã farm xong rồi ha. Rồi bây giờ đâu để mình coi lại coi. Đây, chuột trái nè, tấn công phá hủy là chuột trái. Ngoài nút nhảy đây. Rồi, ok xong. Đó. Bây giờ mình sẽ bật tọa độ lên coi thứ bao nhiêu ngày rồi. Ngày 32, à, chúng ta đã sinh tồn được 32 ngày rồi. Từ ngày 22 mà lên tới 32 luôn đó. Kinh dị chưa? Hả? Rồi à. Đâu để coi thử coi. Là đây, đó. Đây là tất cả những số đá mà chúng ta đã farm được trong vòng mấy ngày qua. Nó còn lẻ một cục nữa nè. Rồi lẻ thêm cục nữa chứ. Ghê. Rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lại chỗ tụi bội dân đàn xem thử chúng nó như thế nào. À. Lớn rồi, cái thằng nhỏ nó lớn rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi thu hoạch một ít nông sản cho bò ăn một cái, cho đó chúng ta sẽ cho cái hộ dân làng nó đẻ tiếp. Mình vừa mới thu hoạch xong rồi trồng lại cái khu vườn này luôn ha. Đó rồi, trời bắt đầu nó cũng sắp tối rồi. Đó, ta cho bò ăn cái. Đây, cho mấy em bò ăn cái đi. Đó, rồi đi ngủ. Đó, rồi đi ngủ thì chúng ta sẽ qua ngày 32, 33, lộn. Đâu xem nè. Ngày 33. Đó. Rồi, chúng ta đem qua thả cho mấy em dân làng một cái. Đây. Đó. À, mấy cái hạt giống này thì vứt cho mấy em đi. Đó. Khoai tây nè. À, lúa thì chúng ta chừa lại ha. Đó. Rồi. Mình nghĩ là mình sẽ ngưng video tại đây bạn ơi, bởi vì nhà mình tới giờ cơm rồi, tới giờ cơm thì nó ồn lắm, cho nên là thôi à, thoát game rồi, hẹn gặp lại bạn khi mà giờ cơm nó qua đi nha. Rồi ok, mình đã quay trở lại ở đây ha. Đó rồi, ta lại tiếp tục à, vào chơi nè. Nhà mình nó đã yên ổn rồi, được rồi bạn ơi. Đó, được rồi. À, bây giờ để xem nè. À, đây chúng ta có rất là nhiều đá luôn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là cất một số thứ này vào. Đó. Rồi có thể là mình sẽ sao ta, mình sẽ làm cái máy farm luôn đi bạn ơi. Đó. Bởi vì bây giờ chúng ta phải làm cái máy farm thì chúng ta ít, thì mai cây chúng ta mới có đồ để mà chúng ta dùng được. Đó. Rồi thì hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình làm xong nha. À không bạn ơi, không 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 không, không. Mình quên, mình quên. Mình quên, chúng ta vẫn còn một thứ rất là quan trọng, đó chính là gỗ bạn. Làm cái máy farm nó phải có gỗ nha, không có gỗ là không có được. Đó. Vậy chúng ta phải đổi ra. Đó. Như đây hả? Như đây vẫn không đủ đâu, chúng ta sẽ đổi ra cửa sập. Nhiều đây vẫn chưa đủ. Mình làm cái máy farm này to lắm. Tổng cộng là phải 3 stack cho, ba cái ba ba stack này nè, có nó mới đủ. Ồ không được rồi bạn ơi. Mình phải bắt buộc là mình phải đi farm cây thêm một lần, được thêm một đợt rồi. Đó. Chứ mình mà không farm cây thì mình sẽ không có đủ gỗ để mà dùng mất. Ok bạn ơi, thì mình đang thực hiện xây cái máy farm quái vật ha. Thì lúc nãy là mình nói quá trời nói luôn, nói quá trời nói luôn bạn. Đó. Nhưng mà bây giờ là mình bận công việc rồi đó, mình định là mình ngưng quay. Đó, mình tắt cái phần mềm quay đây, rồi sau đó mình sẽ đi làm việc một xíu, sau đó mình sẽ quay trở lại mình xây cái máy farm này tiếp. Nhưng mà tới cái lúc mà mình bật cái phần mềm quay lên đó thì mình mới phát hiện là mình chưa bấm quay bạn. Trời má ơi.
Trời má ơi, vậy là từ nãy giờ là con cóc hết trơn luôn á. Má, từ nãy giờ tôi nói như một thằng điên luôn. Từ nãy giờ là tôi nói như một thằng điên luôn, nhưng mà cuối cùng giờ tôi bật lên á, má chưa bấm quay, quá nồi. Rồi. Mình là thoát ra đây. Đó, mình đi làm công việc một xíu sau đó mình sẽ quay trở lại liền ha. Ok, mình đã quay trở lại ở đây ha. Hả? Rồi má ơi, cái là cái đoạn đó quên bấm quay thiệt, ức chế quá luôn, cay cay vãi luôn á. Rồi. Chúng ta đã quay trở lại với cái máy farm của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là xây cái máy farm này ha. Rồi. Thì cái đoạn này thì nó khá là lâu cho nên là mình sẽ bỏ qua đi ha. Bỏ qua đi ha. Cái đoạn xây máy farm này ha, thì các bạn cũng biết nhiều rồi. Giờ mình nói luôn là cái máy farm này á, là mình một hai ba cái máy farm này á, là mình xây trên mạng đó, nhưng mà có mình xây theo cái kiểu của cái anh mà N01 N01 exit N01 exit đó, thì cái anh đó đó thì ảnh cũng xây lại cái máy farm của người ta mà thôi đó, tức có nghĩa là ảnh cũng xây lại của người ta thôi, cái thiết kế đó ảnh cũng xây lại cái thiết kế của người ta mà thôi, nhưng mà cái mà ảnh đã làm được á, cái mà ảnh làm được đó, đó là ảnh đã kiểu như là hay là nâng cấp nó lên bạn đó, ảnh đã kiểu như là mày mò, ảnh mày mò như thế nào đó ảnh nâng cấp nó lên được rồi bạn đó, ảnh mày mò như thế nào đó anh tự mày mò thôi nha, anh tự mày mò làm sao đó cái máy farm này ảnh nâng cấp lên được luôn đó, và cái năng suất mà nó cho mà quái nó xuất hiện á nó rất là nhiều bạn đó, nó rất là nhiều luôn đó. Và anh đó là nói chung là anh đó là anh tự mày mò, mà anh tự mày mò nâng cấp cái máy này lên nha đó, anh tự mày mò nâng cấp cái máy này lên một phát trời nó quái nó spawn đúng nhiều luôn đó. Rồi thì các bạn thì mình sẽ để cái video đó ở dưới phần mô tả để cho bạn vào các bạn xem cái cách xây cái máy farm của ảnh ha đó. Rồi, rồi mày bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện cái công việc xây máy farm nhàm chán này. Ok bạn ơi, đó thì mình đã xây xong ha. Đó. Trời má ơi, nó mất thời gian quá luôn. Đâu bật lên coi thử đây. Ngày hôm nay ngày 55 nha bạn. Đây là ngày 55 nha. Đó, từ ngày 36 mà lên tới tận ngày 55 là bạn biết nó lâu tới cỡ nào rồi đó. Đó. Thì bây giờ là chúng ta gặp một cái chuyện đó chính là ở phía dưới này nè bạn, đây tắt cái này đi. Đó. Đó, ở phía dưới cái phía bên dưới cái máy farm này này bạn. Nó xuất hiện quái, bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là cái máy farm á nó bự quá, nó che mất tiêu cái khuất cái ánh nó mặt trời đi, và thế là bóng tối nó xuất hiện, mà bóng tối xuất hiện sao quái nó sẽ bơm ra thôi đó, cho nên là có thể là video sau là có thể là mình sẽ phải gọi là đặt đuốc cho nó ha, đặt đuốc cho nó gọi là nó sáng bừng lên đó, để nó không có quái spawn ra đó. Rồi cái thứ hai là mình cũng đã xây chỗ AFK rồi ha bạn đó, mình cũng đã xây cái chỗ một cái chỗ đi mà dành mà AFK bạn đó, cái chỗ nhỏ nhỏ lên đó kìa, nó chỗ đó dành AFK đó, nhưng mà có điều là mình có xây chỗ để AFK nhưng mà mình không có xây chỗ đi 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 đi, đi lên bạn đó, cho nên là cho nên là hay là có thể là video sau nha, chúng ta xây một cái chỗ để mà đi lên phía trên, để mà đi lên cái chỗ AFK đó thôi bạn ơi đó, chứ không xây đường đi lên thì không biết lên kiểu gì luôn đó. Rồi rồi bây giờ thì mình sẽ thoát game đó, thoát game nha. Thì sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao mà thoát game thì thoát đi, mắc mớ gì phải quay cái cảnh này á, thì quay đây làm bằng chứng không, bằng chứng là ha, tôi thoát ra đàng hoàng nha, chứ tôi không có chơi ăn gian đó, là tôi offline đồ các kiểu này kia nọ đâu đó, tôi thoát ra đàng hoàng chứ tôi không có tranh thủ lúc mà tôi không quay video á, là tôi vô tôi đi farm này farm kia đâu đó, tranh thừa đó đó, là bằng chứng thôi chứ không có gì trơn trọi. Rồi cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn một ngày tốt lành, hẹn gặp lại trong những video sau, bye bye. À, là bằng chứng thôi, nhưng mà mặc dù á, là sau đó đem vô phần mềm sửa chữa tôi cũng sẽ cắt đi một vài đoạn. Rồi bye bye bạn nha.